Để xử lý nguồn nước bị nhiễm dầu tại các khu công nghiệp và các nhà máy, công ty SOS Environment đã sử dụng các túi vải lọc dầu. Biện pháp này đã mang lại hiệu quả cao, thu lại lượng dầu tràn và giảm bớt tình trạng ô nhiễm môi trường tại nhiều địa điểm. Loại vải SOS1 được sản xuất hoàn toàn bởi sợi tái chế của ngành công nghiệp dệt, có khả năng lọc dầu, váng dầu, các chất thải nhiễm dầu trong nước, bất kể nước ngọt hay nước mặn. Nước bị nhiễm dầu sau khi lọc có thể thải ra môi trường mà không gây ảnh hưởng đến thủy sinh vật. SOS1 có nghĩa là đây là một trong những sản phẩm rất là thiết yếu đối với cái công việc xử lý ô nhiễm dầu, cụ thể là nước nhiễm dầu trong thời gian hiện nay. Đặc tính của vải lọc dầu SOS1, thứ nhất là nó có khả năng lọc sạch váng dầu dù rất mỏng, cho đến những hạt dầu nhỏ li ti lẫn trong nước, mà những phương án khác, những cái giải pháp khác là rất là khó khăn. Thứ hai là nó có thể lọc với một cái lưu tốc rất là nhanh, thay vì những cái loại vật liệu lọc khác thì nó cho nước chảy từ từ. Còn vải lọc dầu SOS1 cho phép nước chảy với lưu tốc tối đa là 250 mét khối một giờ trên tiết diện là 1 mét vuông. Đặc tính tiếp theo nữa của vải lọc dầu SOS1 là giá trị kinh tế rất là cao. Chi phí cho một cái công suất xử lý là 3 mét khối nước nhiễm dầu một ngày với cái hàm lượng nhiễm dầu khoảng chừng 3-400 ppm thì một ngày chỉ mất khoảng 6-8 nghìn, có nghĩa là rất là rẻ. Vải lọc dầu SOS1 được sử dụng rất đơn giản, không phải đầu tư các thiết bị tách dầu nước đắt tiền, tiêu hao năng lượng điện. SOS1 có khả năng hút lượng dầu gấp 20 lần trọng lượng của nó. Hiệu quả kinh tế khi sử dụng sản phẩm này còn tăng lên nhiều lần do vải lọc SOS1 có thể sử dụng được nhiều lần. Khi tiếp xúc với SOS1, dầu không chỉ bị thấm tại vị trí tiếp xúc với sợi mà còn bị hút vào toàn bộ sợi vải bởi lực mao dẫn. Khả năng lọc dầu không hề bị ảnh hưởng, ngay khi vải ngập trong nước, dầu bị hút vào sẽ đẩy nước ra khỏi sợi vải và chiếm chỗ. Mình quay xuống phần dưới. Chúng tôi đã mua và để dùng cho một số cái công việc về lọc dầu. Thế thì cái vải lọc dầu của công ty SOS ấy thì nó đạt được hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất về môi trường, thì cái vải lọc dầu này lọc được cái lượng dầu rất là lớn. Thứ hai là cái mục đích về giảm chi phí cho các doanh nghiệp. Vải hết thời gian sử dụng có thể hủy bằng phương pháp đốt cho nhiệt lượng cao với lượng tro dưới 1%. Sản phẩm có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau như túi bao lọc đầu nước ra của bơm, túi lọc trước khi nước vào bơm hút, lưới bẫy dầu. Với sự cố tràn dầu và nước nhiễm dầu hiện nay, có thể nói túi vải lọc dầu là một biện pháp rất hữu ích để bảo vệ môi trường và giữ gìn nguồn nước.